Phương Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Và hôm nay một lần nữa xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và những câu chuyện thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Và thưa quý vị, và bắt đầu từ tháng 6 cho đến hôm nay là tháng 9 thì chúng ta cũng biết là tình hình rất là sôi động ở tại Việt Nam sau những cái vụ biểu tình chống lại cái đặc khu gọi là 99 năm đặc khu kinh tế của Cộng sản. Nhưng mà thực chất đó là cái việc mà thực hiện trên cái đường mà chúng lo thực hiện cái con đường Hán hóa. Vì vậy cho nên ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trở lại với nhà văn Phan Nhật Nam để biết rằng cái việc, cái nhiệm vụ mà hợp thức hóa cái chương trình mà cướp đất nước Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay thì như thế nào. Và thưa anh Phan Nhật Nam, trước tiên thì xin chào anh ạ. Vâng, kính chào cô Thu Nga, kính chào quý khán giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Dạ vâng, thưa anh, thì cái đầu mối của tất cả mọi cái sự mà lừa gạt của Cộng sản Việt Nam thì chúng ta cũng đã bàn trong những cái tháng vừa qua. Từ cái hội nghị Geneva đến cái việc mà cướp chính quyền tháng 7 năm 1954, rồi việc cướp chính quyền, rồi cách mạng tháng 8 1945 vân vân và vân vân. Thì nay cái chương trình mà câu chuyện lịch sử và thời sự thì thưa anh, và cái tổ chức mà Thu Nga vừa mới nói đó là một cái hợp thức hóa cái quá trình mà cướp đất nước này, nó như thế nào, thì mời anh nói về cái quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào ạ? Vâng, thưa cô Thu Nga và thưa quý khán thính giả. Cái bộ máy cầm quyền của nhà nước Cộng sản hôm nay tại Hà Nội gồm có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, vân vân. Thế không phải tự nhiên đâu mà có. Nó là hậu thân, nó là hiện thực của cái nhà nước mà đã được thành lập từ ngày 2 tháng 9 1945 tại Hà Nội. Nhưng mà trước khi nó đến, mà cái nhà nước này sau đó nó lại có thêm một cái cơ quan nữa, tức là Quốc hội của năm 1946. Cái Quốc hội này có nhiệm vụ hiến định hóa và hợp thức hóa cái sự hiện diện của nhà nước kia. Thế bây giờ trước khi mà nói về chuyện về cái Quốc hội 1946 đó thì chúng tôi xin trở lại một câu chuyện mà chúng tôi đã nói, đã trình bày cùng với quý vị trong những cái thời gian của tháng 7 và tháng 8 vừa rồi. Tức là cái chính phủ lâm thời của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh thành lập ngày 2 tháng 9 1945 kia. Nó có những cái vấn nạn như sau đây. Tại sao có cái nhà nước đó? Thì như chúng tôi đã trình bày trong tháng 7, tháng 8, bây giờ chỉ nhắc lại những tháng 9, những cái điểm chính, tức là từ ngày 16 và 17 tháng 8 1945, tại Tân Trào đã có một cái buổi họp của Ủy ban Giải phóng. Ủy ban Giải phóng đó gồm có ai? Là gồm có Trường Chinh, là gồm có Hồ Chí Minh, là gồm có Nguyễn Lương Bằng, là có Phạm Văn Đồng, nghĩa là toàn bộ tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương nhưng ẩn danh sau mặt trận Việt Minh. Thì Ủy ban Giải phóng này chính là cái tác nhân đã gây nên cái vụ cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội mà như chúng tôi đã trình bày cùng quý vị trong tháng 8 vừa qua. Sau cái vụ thành công gọi là cướp chính quyền, tôi xin đóng ngoặc đơn cái chữ cướp chính quyền. Cái vấn đề cướp chính quyền này chúng tôi đã trình bày rất nhiều lần, và một lát nữa nếu cần thiết chúng tôi sẽ xin trở lại. Thì cướp chính quyền như vậy thì đến cái thành lập ngày 2 tháng 9 thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì thưa như ở đây có một cái vấn nạn như thế này. Cướp chính quyền và thành lập ngày 2 tháng 9 1945 thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là sau cái hiện tượng gọi là nhà nước chính phủ hợp hiến của chính phủ Trần Trọng Kim, của quốc trưởng Bảo Đại của Đế quốc Việt Nam đã từ nhiệm ngày 23 tháng 8 năm 1945. Như vậy cướp chính quyền mà như chúng tôi đã trình bày với quý vị, cướp chính quyền là ai? Cướp chính quyền chính là cướp chính quyền hợp hiến hợp pháp của chính phủ Trần Trọng Kim. Vì 23 tháng 8 người ta mới, và cái chính phủ Trần Trọng Kim mới từ nhiệm, và cũng 25 tháng 8 thì quốc trưởng Bảo Đại mới tuyên bố thoái vị. Thì như vậy cướp chính quyền là của ai? Cướp chính quyền của chính phủ hợp hiến hợp pháp của Đế quốc Việt Nam, của quốc trưởng Bảo Đại. Cho nên
cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập ngày 2 tháng 9 1945 là hậu thân của vụ cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 tại Hà Nội. Mà đã hậu thân của một vụ cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 thì cái cơ quan mà gọi là hiến định là Quốc hội được thành hình ngày 6 tháng Giêng 1946 hợp thức hóa sự hiện diện của sự tồn tại của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là đóng một cách là của danh xưng này là của cái chính phủ kia chứ không phải của riêng tôi. Thành thứ, nếu chúng ta có những giai đoạn cướp chính quyền ngày 19 tháng 8, giai đoạn thứ hai thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 45, rồi giai đoạn thứ ba là ngày 6 tháng Giêng thành lập Quốc hội của gọi là Quốc hội lập hiến của để mà hợp thức hóa sự hiện diện của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì ba cái tất cả cái ba tất cả các cái thời điểm 19 tháng 8, 2 tháng 9 và 6 tháng Giêng đó là một hệ thống thời gian nối tiếp một công việc gọi là cướp chính quyền của một chính quyền hợp hiến hợp pháp. Thành thử thơ cô Công An và từ quý vị, cho dù rằng 73 năm đã đi qua kể từ năm 1945, dẫu muộn cũng hơn không, mà nếu nói được những tiếng nói này mà có tác động bao nhiêu thì chúng tôi vẫn xin tiếp tục, vì tất cả sự thật của lịch sử trong 73 năm qua chỉ có một, đấy là ngày 19 tháng 8 cướp chính quyền, ngày 2 tháng 9 thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 6 tháng Giêng thành lập Quốc hội lập hiến của để hợp thức hóa cái sự hiện diện, sự tồn tại của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy rằng 73 năm qua, nhưng đấy vẫn là một cái diễn tiến của một sự kiện giả, gọi là cướp chính quyền. Cho nên chúng tôi hôm nay, chúng ta hôm nay bắt buộc phải lặp lại, cho dù có muộn màng đi chăng nữa. Dạ vâng, thưa anh, thì như vậy là từ năm 1946, thì Cộng sản cũng đã thành lập cái quốc hội này cho đến năm 1960. Thật là đã quá dài, nhưng mà nó gồm có những ai là làm đại biểu, rồi những cái sinh hoạt của họ như thế nào, qua những cái sắc luật mà coi như là quan trọng, và cái căn bản nào trong cái thời gian mà chúng ta coi như là đã quá dài kia, thưa anh? Vâng, thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, cái quốc hội này, như vậy là quốc hội khóa 1, nó kéo dài từ 1946 cho đến 1960, tức là 14 năm, quá dài. Tôi không thể trả lời trong một câu hỏi với một cái thời hạn dài như vậy. Thì tôi chỉ chia ra hai phần. Phần thứ nhất là nói ở trên thời điểm 1946 và thời điểm và giai đoạn thứ hai là nói về cái thời điểm 1954. Thành thử thưa cô, tôi chỉ xin nói cái phần một, tức là nói về cái quốc hội lập hiến này mà ở cái thời điểm trước và sau 1946 mà thôi. Dạ vâng, như vậy thì anh nói về cái quốc hội kia và cái thời điểm mà năm 1946 khi nó được thành hình và ban cái hiến pháp đầu tiên của cái quốc hội đó, thưa anh. Thưa, bây giờ chúng tôi xin trình bày cái quốc hội 1946 trước vào cái thời điểm 1946 trước và sau đó một chút. Thì thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, một quốc hội kéo dài đến 14 năm không có bầu bán gì hết. Và nó có đến 12 kỳ họp, nó thay đổi hai lần hiến pháp, đó là hiến pháp 1946 rồi 1959. Và cái quốc hội này nó đã làm cái gì vào cái thời điểm 1946? Thì bây giờ cho chúng tôi xin vào đi vào những cái chi tiết. Quốc hội này được chính thức thành hình là ngày 6 tháng Giêng 1946, gồm có đến 333 đại biểu. Mà cái tổng số người đi bầu là 89%, mà gồm có đến 333 đại biểu. Đó, trong 33 đại biểu đó có đến 120 đại biểu thuộc Mặt trận Việt Minh và 46 đại biểu thuộc Đảng Dân Chủ và 24 đại biểu thuộc Đảng Xã Hội và 143 đại biểu không đảng phái nào hết. Ngoài ra có thêm 70 đại biểu không ai bầu hết, nhưng mà do sự bàn thảo ở giữa các hai đảng phái quốc gia là Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng Minh Hội có được 70 ghế, Việt Nam Quốc dân Đảng 50 ghế và Việt Cách, tức là Việt
độc tắc của Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh ngồi là 20 ghế. Thế 70 ghế này chúng ta sẽ nói xong. Bây giờ chúng ta nói 333 đại biểu Quốc hội mà trong đó chỉ có 120 đại biểu Việt Minh. Tuy nhiên thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, 73 năm trước Quốc hội 1946 này cũng có một cái sinh hoạt mà kéo dài cho đến hôm nay, tức là đảng cử và dân bầu. Có nghĩa là sao? 120 đại biểu Việt Minh là do Mặt trận Việt Minh đề cập, là đưa ra, đưa tên ra. Nhưng mà 43 cái đảng Dân Chủ hay 24 đảng Xã Hội hay 143 người công đảng phải cũng phải do ai? Do Mặt trận Việt Minh đề cử. Thì khi ấy mới được có quyền ứng cử. Cái tình trạng này nó đưa đến một cái tình trạng rất là bi hài. Bi hài là thế này, có cái ông Vũ Trọng Khanh. Ông này là vốn là bộ trưởng của chính phủ Trần Trọng Kim mà đã từ nhiệm trong ngày 23 tháng 8 như khi tôi nói câu 1. Nhưng vì ông này ông quá giỏi cho nên cái chính phủ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của ông Hồ Chí Minh lại vẫn giữ ông này làm thị trưởng Hải Phòng. Như vậy vì ông này ông quá giỏi, ông có tài, có đức. Thế bây giờ ông ta có quyền, đương nhiên theo như cái hiến pháp của dự thảo là mọi công dân có quyền ứng cử. Từ năm 46 đã nói như vậy, cho nên ông ứng cử. Nhưng mà ông ứng cử, ông nếu mà không mắc mớ thì ông phải nhờ qua sự giới thiệu của Mặt trận Việt Minh, cho nên ông không chịu. Ông không chịu cho nên ông bị thất cử. Nghĩa là từ năm 1946, tôi xin lặp lại, cái cách đảng cử dân bầu nó đã được áp dụng. Một người tài đức như ông Vũ Trọng Khanh, thị trưởng Hải Phòng, mà ứng cử đơn vị Hải Phòng mà lại thất cử. Vì sao? Vì Mặt trận Việt Minh không đề cử. Cái trường hợp bi hài thứ hai đó là một trường hợp của Cao Văn Thịnh. Cao Văn Thịnh là một trí thức miền Nam mà được rất nổi danh ở cái địa phương của Bến Tre, cho nên Mặt trận Việt Minh mới đề cử 6 người, trong đó có Cao Văn Thịnh. Cao Văn Thịnh nằm ở cái danh sách thứ 6. Nhưng mà xin mượn một đơn, dân trí lúc ấy người Việt Nam là 90% là mù chữ, không biết đọc. Không biết đọc thì làm sao mà đi bầu, không biết đọc mà làm sao mà biết được cái tên ông nào khác với ông nào. Cho nên cán bộ Việt Minh vùng Bến Tre mới bảo rằng đếm từ trên xuống dưới 5 người thì cái người thứ 6 thì gạch đi. Thì Cao Văn Thịnh nằm ở cái danh sách thứ 6 bị gạch. Thì là tóm lại, một người được Mặt trận Việt Minh đề cử, một người có tư tưởng cộng sản, một người có khuynh hướng cộng sản và sau 75 đã có mặt ở Sài Gòn, người đó đã bị thất cử. Và cái trường hợp thứ ba nữa là trường hợp ông Cưu Hoàng Bảo Đại, lúc ấy là công dân Vĩnh Thụy, là cố vấn tối cao của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bây giờ ông Bảo Đại được Việt Minh đề cử ứng cử tại Thanh Hóa, tức là quê hương của nhà Nguyễn, thì dân chúng ở đó đã bốc ông ta lên đến 92%, mặc dù cũng ai biết ông Vĩnh Thụy là ai. Vì cái dân chúng đó cả đời người ta đâu có biết ông Bảo Đại là ông nào, chứ đừng có nói là công dân Vĩnh Thụy. Thành thử thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, cái vụ đảng cử dân bầu nó đã được thể hiện không phải cho đến cái thế kỷ 21, không phải qua đến cái quốc hội của Nguyễn Thị Kim Ngân kia, nhưng mà nó đã được thực hiện từ 1946 với một dân chúng 90% không biết đọc, không biết viết, một 90% dân chúng vô học. Đây là những thống kê có thật. Cho nên 333 đại biểu, có những người chưa hề đặt chân đến Hà Nội, có những người dân chúng ở Hà Nội, ở Hải Phòng, ở Nam Định hoàn toàn không biết. Cụ thể ví dụ như là dân chúng ở Thanh Hóa có bao giờ biết công dân Vĩnh Thụy là ai đâu. Cho nên thưa về để kết thúc cái màn bi hài kịch mà từ 46 đến giờ này vẫn đang tiếp tục, đó là bi hài kịch đảng cử dân bầu, lúc ấy là Mặt trận Việt Minh đề cử và bây giờ là Mặt trận Tổ quốc đề cử. Và đề cử ai?
đề cử đảng viên Đảng Cộng sản. Tóm lại, Mặt trận Tổ quốc hôm nay, Mặt trận Việt Minh năm 46 đề cử ai? Đề cử đảng viên Cộng sản, để cho dân chúng lựa những đảng viên Cộng sản A với là đại giữa đảng viên Cộng sản B, chưa hề có một hình thức về bầu cử mà như ý niệm của những nước tự do dân chủ của chúng ta là công dân Việt Nam Cộng hòa đã chứng kiến, đã thực hiện trước 1975, và hiện tại bây giờ chúng ta là công dân Mỹ đang thực hiện từng động tác một ở trên đất nước Mỹ. Thành tựu thưa cô, cái vấn đề tóm lại bầu cử như thế thì hiến pháp 1946 từ của cái quốc hội 1946 kia, gọi là quốc hội khóa 1 1946 kia, nó là vấn đề khác thì chúng tôi sẽ nói ở trong những cái phần câu hỏi sau. Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy đó thì hồi xưa đó thì hồi trước đây đó thì người ta, anh vừa trình bày đó là dân mù chữ, bây giờ đó thì ngu dân, thì và cũng quốc hội bù nhìn thôi. Nhưng mà xin mời anh trình bày tiếp về cái gọi là nội dung cái bản hiến pháp của quốc hội mà đảng cử dân bầu kia, và theo chúng tôi được biết thì có đến 70 chiếc ghế của hai đảng quốc gia là Việt Quốc và 50 ghế, và Việt Cách là 20 ghế, tức là cái đảng đối lập. Mà theo như anh trình bày thì xin mời anh trình bày tiếp ạ. Vâng, thưa cô Thu Hà và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào đến cái nội dung cái bản dự thảo hiến pháp mà quốc hội 1946 kia đã đề ra. Yeah. Cũng có phải mở một ngoặc đơn, nếu mà dân tộc Việt Nam có được cái hạnh phúc, có được cái sự may mắn mà được thực hiện một phần rất nhỏ thôi của cái hiến pháp 1946 kia, thì đúng là một cái hạnh phúc lớn, một cái phước lớn cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà thằng ơi, cái hiến pháp đó không hề được thi hành, và nội dung của bản dự thảo hiến pháp đó như thế nào thì tôi sẽ trình bày. Như tôi vừa trình bày ở trong những cái câu trước là ở trong cái 300, ngoài 333 đại biểu kia có thêm 70 đại biểu của hai đảng quốc gia, tức là Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng Minh Hội. Cho nên cái kỳ họp thứ nhất, người ta quốc hội đó được thành hình ngày 6 tháng Giêng, thì kỳ họp thứ nhất là ngày 2 tháng 3 năm 1946, thì quốc hội đó nhóm họp và đề ra một cái ủy ban soạn thảo hiến pháp gồm có 11 người. Phải nói thật rằng, nếu mà cứ đúng như vậy thì chắc là một cái hạnh phúc lớn. Vì sao? Vì cái người chủ tịch ủy ban hiến pháp kia là cụ Nguyễn Văn Tố, tức là một trong bốn người trí thức nổi tiếng của thời kỳ bây giờ ở miền Bắc, là Quỳnh, Vĩnh, Tốn, Tố. Quỳnh là ông Phạm Quỳnh, Vĩnh là ông Phạm Văn Vĩnh, Tốn tức là ông Phạm Duy Tốn, và Tố tức là ông học giả Nguyễn Văn Tố. Cái ủy ban soạn thảo này 11 người, ở trong đó có những người của Việt Minh như là cụ Huy Cận, như là Nguyễn Đình Thi, nhưng cũng có những người của Việt Quốc, Việt Cách như là ông Nguyễn Cao Hách chẳng hạn, sau này là viện trưởng Đại học ở Sài Gòn. Thành thử cái bản hiến pháp này soạn thảo đã có những điều rất là tốt lành, phải nói thật như vậy. Mà những điều tốt lành nhất đó là để có xác định quyền tư hữu, có xác định, chúng ta sẽ phân biệt một lát nữa, chúng ta sẽ nói rõ các chi tiết sau, là có xác định quyền tư hữu, các quyền tự do của công nhân, và không hề có một dấu vết nào của quốc tế cộng sản, của xã hội chủ nghĩa, của Đảng Cộng sản hết. Nghĩa là người ta đánh giá rằng là cao hơn cả cái hiến pháp 1936 của Liên Xô, cao hơn cả hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc nữa. Chúng ta sẽ nói rõ về những cái điều khoản đó. Thì với sau khi bàn thảo thì bản hiến pháp này đã được thông qua với 240 trên 242 đại biểu quốc hội. Như vậy chỉ có hai người ta không đồng ý một vài chi tiết nào đó. Như vậy bản hiến pháp này đã được thông qua. Thế thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, nhưng mà đúng là một cái bất hạnh cho quốc gia. Cho quốc gia là sao?
bản hiến pháp đó được thông qua từ ngày 9 tháng 11 46. Tôi xin lặp lại, bản hiến pháp đó được thông qua, bản dự thảo hiến pháp đó được thông qua ngày 9 tháng 11 46. Nhưng đến ngày 19 tháng 12 46 thì bùng nổ chiến tranh Việt Pháp. Nại cái cớ bùng nổ chiến tranh Việt Pháp, thành thứ nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được từ 19 tháng 12 năm 1946 trở đi cho đến hiện tại, trở đi cho đến nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hiện tại. Từ đó trở đi, người ta điều hành đất nước bằng sắc lệnh. Tôi xin lặp lại, người ta tức là cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh kia, điều hành từ 19 tháng 12 năm 1946, lấy cớ vì tình trạng chiến tranh đã điều hành đất nước bằng sắc lệnh, và sắc lệnh đó là do từ nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản. Và thưa quý vị, để kết thúc câu hỏi này, câu trả lời này, đây là một bất hạnh. Nếu Hiến pháp 1946 mà Ủy ban soạn thảo do nhà học giả Nguyễn Văn Tố làm trưởng ban, làm chủ tịch, được thi hành cho dù một phần nhỏ đi chăng nữa, đây là một hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Nhưng bản Hiến pháp 1946 cho đến giờ này 73 năm sau chỉ nằm trên giấy tờ mà thôi. Nếu sau đó không nói một cách khác, nó còn bị biến đổi từ biến thành của Hiến pháp 1959, và tệ hại hơn nữa là Hiến pháp 1992 với điều 4 Hiến pháp thuộc tài sản đất đai của toàn dân là thuộc về quyền quản lý của Đảng Cộng sản của Việt Nam. Dạ, cảm ơn anh. Và chúng ta cũng biết cái điều 4 của Hiến pháp của Cộng sản Việt Nam hiện thời như thế nào bây giờ. Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Và chúng tôi sẽ trở lại với nhà văn Phan Nhật Nam để nói rõ hơn về cái bản Hiến pháp mà có tới 70 đại biểu và cũng như là những đảng phái quốc gia là Việt Quốc và Việt Cách mà các em thế hệ sau này chắc chắn rằng không biết. Và cảm ơn anh Phan Nhật Nam. Chúng ta sẽ quay trở lại và nói rõ về những người ở trong Đảng Cộng sản và những người soạn thảo ra cái bản Hiến pháp. Thì xin mời anh gửi lời chào và chúng ta sẽ trở lại. Vâng, kính chào cô Thu Nga và kính chào quý khán giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về bản Hiến pháp 1946 trong kỳ phát hình tới. Dạ, cảm ơn anh.